Xin chào Ốc thân yêu, vừa rồi Ốc đã thắng tôi một game không hề dễ dàng. Tôi nghĩ đó là một động lực mà để Ốc cứu bạn Nguyễn khỏi bị cát đè. Rồi, thì bây giờ tôi muốn gỡ lại cái game này. Tiếp theo mà bây giờ Ốc không chỉ thi với tôi mà còn thi với tất cả các em nữa. Ốc có đồng ý không? Có ác quá à, thi cái trò thổi bong bóng đúng không? Đúng vậy, đây trò chơi là thổi bong bóng lên, mỗi người thổi 3 quả bong bóng như thế này và cột lại, ai là người thổi nhanh nhất sẽ chiến thắng. Người nào thua cuộc, thổi sau cùng sẽ bị phạt. Các bạn cũng sẽ bị phạt luôn nếu mà thổi chậm. Tức là nhưng mà tuổi thơ của tôi không có cái trò chơi này. Vậy lý do không phải là vì nó khó hay là nhát không dám chơi, mà thổi bị đau hai cái hàm. Mà khi cô đau hai hàm á là cô sẽ làm MC không có được. Cô không thể nào kiếm tiền nuôi các con được. Bây giờ các con có thể giúp cô có Ốc Thanh Vân không? Dạ được. Ai mà thổi xong nhanh rồi thì quay ra đây phụ cô Ốc thổi xong luôn. Giúp cô nha. Dạ. Hứa nha. Hứa nha. Ba bạn chậm nhất sau cùng nếu không hoàn thành được sẽ bị phạt. Chịu không? Rồi. Đó, ai xong trước thì có thể giúp cô Vân nha. Bây giờ cuộc chơi bắt đầu. Sao cho nó lên? Cái bong bóng của Vân gì? Đấy, chú Thức đã hoàn thành một cái bong bóng. Dưỡng sức thôi. Đúng vậy. Bây giờ còn làm việc nữa, miễn sao nó ra quả bóng thôi. Rồi, chú Thức đã hoàn thành. Yeah. Trời giúp hả? Trời giúp luôn hả? Trời giúp đi. Khoan ra để tôi cột lại. Để ra đi. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 hết giờ. Dừng lại. Tất cả dừng lại. Luật chơi phải nghiêm chỉnh. Đã có còi được bạn nào nhắc về của mình đi. Để thầy đi kiểm tra của cô Vân đâu, cầm lên. Nào. Cô Vân mắc cỡ quá, không dám cầm luôn. Kỳ quá. Nào, bắt đầu đi kiểm tra nhá, lần lượt nào. Nào. Thế thì có người thắng người thua chứ. Bắt đầu đi công bố. Nào, sau đây nào. Đúng rồi đó. Không buộc, không kịp, không kịp buộc. Ai sao hoàn thành hoàn chỉnh nào? Bạn Tuấn Vũ hoàn thành. Dương hoàn thành. Thang hoàn thành. Công Đức hoàn thành. Anh khách mời, khách mời. Khách mời sao nhỉ? Khách mời. Wow, hình rất là đẹp. Hai quả ở phía rất là nhỏ. Quả này nó hơi dị dị chút. Ba người công bố, ba người chậm nhờ. Không. Ba người chậm và xấu. Sẽ gồm có. Trời ơi, kỳ quá à. Người đầu tiên. Được. Đẹp. Không có đẹp gì cả. Một người. Người này cũng xấu nữa nè. Không, cái này là cũng mình xấu tính thì có. Thì phạt đi, bắt Vân hơn. Chắc là người thứ ba là thấy. Nè, Vân thấy Vân nè. Cho lên, cho lên. Để mắt thẩm mỹ. Rồi, và người thứ ba chính là. Được cái kia lên. Đây, cái này đây. Nhưng mà nãy giờ em phụ giúp mọi người cột bong bóng, em giúp các bé rất nhiều. Em lấy công chuộc tội rồi mà. Thầy xin công bố 3 người này là hoàn thành chậm nhất. Không, không chậm. Em không chậm. Nhưng mà không đẹp. Nhưng mà nó chưa được đẹp lắm. Giơ lên cho mọi người xem. Wow, chú Minh gì nhỉ? Có hình thức cho ba bạn này. Xin mời. Sao cô có nhìn thấy con ngoài vậy? Sơn sơn đây, bóng đẹp là phải như thế này.
ba quả to đều nhau, chất lượng hoàn hảo nha. Bóng đó, bóng đẹp đây, bóng của chú Thức rất đẹp nha. Không phải giống như bóng này, bóng vừa to vừa nhỏ, bóng không đều, bóng rất là dị dạng nha. Bóng này cần phải chỉnh sửa rất nhiều. Như chúng ta biết, thua là sẽ bị phạt, kể cả khách mời. Và phạt, hình phạt này sẽ liên quan tới bóng của các bạn vừa thổi. Trong vòng 1 phút 30 giây, ba bạn phải đạp hết những quả bóng ở trên sân này. Nếu mà không hết, sẽ bị phạt tiếp. Đó, cho nên ba bạn phải giúp khách mời phải hoàn thành nhiệm vụ nha. Cố gắng lên nha. Tôi có sai lầm khi đến đây không ta? Một phút, bây giờ mời thầy Hồng Sơn sẽ chỉnh giờ nha. Rồi, 1 phút 30 giây dành cho ba người bị phạt. Bắt đầu. Bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, 10, 11. 30 giây. Còn kia, còn kia, còn kia. Mà các bạn đã hoàn thành xong, chưa cầm 1 phút 30 giây luôn. Chúc mừng các bạn. Đó là những trò chơi mà chúng ta có thể hòa đồng với các em, để giao lưu các em, để tạo một mối thân tình, để cho chúng ta có thể cởi mở hơn, để chia sẻ với nhau nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống cho các em, những kinh nghiệm bổ ích của mình. Còn nữa hả? Rồi, tiêu rồi. Rồi, đó chỉ là vừa hoàn thành xong phần 2, game thứ 2 thôi. Còn một game khủng khiếp hơn và bạo lực hơn, dã man hơn, chúng tôi đã sắp đặt sẵn sàng rồi. Xin mời ông Thanh Vân thử thách. Đó chính là tinh thần nhân văn của chương trình Cầu Thủ Nhí, đúng không? Chúng tôi muốn khách mời cùng vượt qua những thử thách khó khăn nhất, để khách mời có kinh nghiệm để giao lưu và chia sẻ với các em. Và bây giờ xin mời tất cả các bạn cùng đến với thử thách khủng khiếp dã man tiếp tục. Bắt đầu. Đó là ăn 5 ký ghẻ.